Người chăn nuôi cần tận dụng diện tích đồi núi, mái rồng cũng như nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương để chăn thả dê theo khuyên hướng phù hợp. Các loài dê chăn thả thường có bản năng tự kiếm ăn tốt, kháng bệnh cao, thường là những loài dê núi. Khi chăn thả dê thả rồng có thể kết hợp thêm chuồng trại để quản lý cũng như chăm sóc cho dê. Bà con cần lưu ý dê để kiểm tra phòng và chữa bệnh cho dê thường xuyên. Thứ nhất, trồng giống. Dê cái thường trồng những con có thân hình thanh mảnh, đầu nhỏ, nhẹ, da mỏng và lông mịn. Dê đực nên trồng những con dê bách thảo hoặc là dê ngòi. Những con dê đực có thân hình cao to, khỏe, cân đối. Cứ một con dê đực cần từ 20 cho đến 25 dê cái. Khi phổ giống cần tránh đồng huyết. Phổ giống lần đầu với dê cái hơn 7 tháng tuổi, còn đối với dê đực thì từ 8 cho đến 9 tháng tuổi. Phổ giống lần 2 vào ngày thứ 2 sau khi dê cái có biểu hiện đồng dục, thường là từ 18 cho đến 21 ngày. Nếu không thụ thai, dê cái sẽ đồng dục lại ngay sau thời gian đó. Thứ hai, thức ăn. Các loại thức ăn trong tự nhiên như là lá xoan, lá dâm bột và lá chuối. Thức ăn tinh gồm thóc, ngô, sáng. Thức ăn cũ như là bí, chuối. Không cho dê ăn các loại thức ăn đã thiêu, thúi, dính bụi bẩn và đất cát. Không chăn thả dê ở những nơi có vùng đầm lầy để tránh có dục sáng. Chăn thả dê từ 7 cho đến 9 giờ trên một ngày. Mùa đông cho dê ăn thêm từ 3 cho đến 5 kg cỏ, cho uống nước sạch thường xuyên, đặc biệt khi dê đi chăn thả hoặc là khi về chuồng. Thứ ba, chuồng trại. Chuồng trại có sàn cách mặt đất từ 50 cho đến 80 cm. Chất liệu gỗ hoặc là tre nứa. Chuồng trại sẽ thoáng mát, khô sạch, có dụng cụ ăn uống dê đầy đủ. Diện tích chuồng dê dưới 6 tháng là 0,4 m2 trên một con, còn đối với dê trên 6 tháng là từ 0,8 cho đến 1,2 m2 trên một con. Nên có chuồng riêng cho dê chưa đẻ, dê bệnh, dê được giống và dê con dưới 3 tháng tuổi. Thứ tư, chăm sóc. Dê mẹ chữa khoảng 3 tháng thì sinh. Sau khi sinh, dùng khăn mềm lau lớp nhầy ở mồm, ở mũi, tránh ngạt thở cho dê con. Sau khi đẻ khoảng 30 phút cho dê uống sữa đầu ngay, đồng thời không cho dê mẹ ăn nhau thai. Nuôi nhốt dê mẹ và dê con từ 3 cho đến 5 ngày sau khi sinh, đến khi dê được 21 cho đến 30 ngày, cho dê con theo đàn chăn thả. Dê con lai sau 3 tháng tuổi, tách riêng dê đực, dê cái, các loại dê lai trên 3 tháng tuổi và dê thịt trước khi xuất bán từ 1 cho đến 2 tháng, cần bổ sung thêm 0,1 cho đến 0,3 kg ngô, khoai, sáng trên một con trên một ngày. Thứ năm, phòng bệnh. Định kỳ 6 tháng tiêm phòng các loại vaccine như là tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm ruột ngoại tử, đầu dê. Và tải dung sáng cho dê trên một lần. Kiểm tra 2 lần trước khi chăn thả và sau khi về chuồng. Phát hiện những con dê bỏ ăn, đau ốm, rát miệng, chứng bụng đầy hơi để kịp thời trị bệnh. Giống có tiếng đạt đã chia sẻ đến bạn kỹ thuật nuôi dê chăn thả. Mong rằng video này sẽ hữu ích đến bạn. Bên cạnh đó, bà con có nhu cầu mua các loại giống cỏ nuôi dê, bà con có thể liên hệ ngay qua giống cỏ tiếng đạt của chúng tôi qua số điện thoại 0938 897 09.